cho các bạn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp trồng rau mầm tại nhà bằng vi nước nung. Nguyên liệu đơn giản thôi, các bạn chỉ cần chuẩn bị hạt giống bằng vi nước nung là các bạn có thể tự trồng rau mầm tại nhà rồi. Đầu tiên chúng ta phải ngâm vi nước nung. Vi nước nung còn phải ngâm cho nó nước trước khi sử dụng. Nếu là vi nước nung đã qua sử dụng rồi thì các bạn cần phải xử lý vi nước nung qua quá trình xử lý nhiệt và xử lý nấm bệnh bằng cách ngâm vi nước nung trong nước sôi khoảng 10 phút và ngâm trong nước pha với thuốc diệt nấm khoảng 10 phút. Sau đó chúng ta sẽ vớt ra và chuẩn bị sử dụng như vi nước nung mới. Ở đây mình chọn loại vi nước nung có kích thước nhỏ 5-10mm. Mình đã ngâm sẵn rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần tiến hành cho vào trong khay chậu là có thể trồng được rồi. Đối với hạt giống thì còn phải ngâm và ủ hạt trước khi gieo. Hạt còn phải được ngâm trong nước ấm 2 sôi 3 lạnh, ngâm trong vòng 5-8 tiếng. Sau đó vớt ra là sẵn sàng được gieo trồng rồi. Chúng ta tiến hành rải hạt đều tay, không nên rải quá dày, tránh trường hợp là nơi thì quá nhiều và nơi thì quá ít nhé. Khi đã rải được hạt rồi thì chúng ta bắt đầu là cho nước khoảng 1/3 giá thể đất nung. Sau khi tưới nước xong thì chúng ta sẽ sử dụng một cái tấm phủ hoặc là bìa giấy che tối giá thể từ 1-2 ngày. Sau 1-2 ngày đạt tối nên đưa khay trồng ra ánh sáng trực tiếp theo dõi. Nếu thiếu nước thì chúng ta sẽ bổ sung thêm. Sau khoảng 5-7 ngày các bạn có thể thu hoạch và trồng một mẻ rau hoàn toàn mới. Rất là đơn giản đúng không? Chúc các bạn thành công nhé!